Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị ạ. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các phi vụ, phải nói là rất đau lòng, rất thương tâm. Rất nhiều các bậc phụ huynh ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo thông tin để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ và tìm chồng và tìm con. Thì mới đây nhất thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng tiếp nhận một thông tin đại một gia đình của một em trai ở một tỉnh rất xa về đây báo thông tin là nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm một người vợ hờ của mình. Dạ, câu chuyện này kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin phép ra chào anh trai nhé. Dạ, anh có thể anh giới thiệu cho em cũng như cho cô chú anh chị biết được anh họ tên là gì? Tôi tên là Đỗ Tấn Kiệt, Dạ. cư ngụ ấp Thành Nhì, xã Bình Chinh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Nay tôi lên nhờ anh em hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải giúp đỡ giùm vụ việc là con nhỏ về tôi ở mấy tháng mà nó lừa đảo tôi cả nhà luôn, giờ không còn sót người nào hết rồi đó. Rồi nó có hổm thì nó tăng lên rồi. Rồi nó về nó quỵ lại, nó gian xin đồ này kia, nó để chuộc đất lại. Cuối cùng lại 2 tháng 9 cái đầu nó tối cái đầu nó bỏ trốn đi luôn. Dạ, anh cho em hỏi Ok. này, gọi là mới đây nhất để anh cho em hỏi lại cái câu chuyện như thế này. Bởi vì rất nhiều các cô chú anh chị có thể là không theo dõi được mà cái video cách đây một thời gian trước anh về để báo thông tin. Dạ, anh Đỗ Tuấn Kiệt ha. Dạ, rồi anh cho em hỏi là cái mối quan hệ của anh ấy mới là cái người phụ nữ mà anh đang cầm tấm hình là như thế nào? Và cũng có người là mai điềm chỉ rồi cưới về đâu được 6 tháng Cưới về được 6 tháng. rồi, Dạ. Cái người phụ nữ này tên họ, tên của ta là gì anh? tên của nó là Nguyễn Thị Kim Phượng có, rồi Nguyễn Thị Nguyệt có, tên nó là Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Kim Phượng. Dạ, chị này bao nhiêu tuổi đấy anh? sinh năm 1970 73 1973. Vậy là năm nay cũng có 50 tuổi nha. quê quán nó là Cần Giờ, Dạ. quê quán nó ở xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, số nhà xẹt 15, xã Rồi được rồi, Nhân em Đức. hỏi em hỏi vậy là được rồi. Anh cứ cầm tấm hình hả, nói đi. Vậy là cách đây một thời gian trước là anh được một người giới thiệu gọi là Mai đi ha. Đúng rồi. Cho anh với người này là sống với nhau như vợ chồng. Và có tổ chức đám cưới không? Có Dạ, tổ chức đám cưới lớn không anh? làm đâu ba Ba bà, gọi là chắc gia đình nha. gia đình á, Dạ, rồi mình sống với nhau trong những thời gian đó khoảng bao nhiêu thời gian anh? 6 tháng 6 tháng. Trong 6 tháng anh thấy tình cảm của chị Nguyệt này là dành cho anh có nhiều không? nó ngọt quá, ngọt thì dành nhiều lắm mà bởi mình mới Gọi là chị Nguyệt để sống với anh là rất ngọt, nói ngọt chuyện ngọt ngào ha. ngọt đó mới mình mới tin tưởng. Dạ rồi, vậy là anh dành cái tình cảm cho chị Nguyệt này có nhiều không anh? Nhiều Ừ. Cái thời điểm đó là anh làm công việc gì vậy anh? ở nhà thì làm ruộng rồi chăm sóc bưởi rồi chăn nuôi Và đồ, làm vườn, làm nông nghiệp đi ha. làm nông nghiệp á. Rồi, thế còn chị làm gì? Nó thì hồi lúc trước thì nó làm công ty ấy chân gà mổ gà gì đó mà mình không biết nó làm công ty đâu đó, vậy nó nói vậy mà mình cũng không đi tới chỗ đó làm gì, mà không ngờ rồi tới giờ cũng chưa biết nó làm công ty ở đâu nữa. Rồi nó nghe nó làm công ty tháng 6 triệu vậy thôi, mình cũng không rành. Dạ. Vậy là thu nhập hàng tháng thì chị chia sẻ với anh là tháng 6 triệu có đưa tiền cho anh không? Không Vậy tiền đi đâu? 6 thì tháng. nó giữ luôn chứ. 66 36. Thế hàng ngày là anh chị sống bằng nguồn gì chủ yếu? Thì ở nhà thì làm ruộng rồi Nhưng mà hàng ngày có thu nhập không anh? Hay là hàng hàng tháng? ngày thì nói chung ra là cũng đi làm mướn ngày cũng nếu mà ở nhà cũng đi làm mướn một vòng đó ngày 300, thì có hả có ai mướn thì mình làm, còn không Là có anh là người đi làm mướn ở nhà ngày 300 ngàn ngày 300 ngàn để lấy tiền sống hàng ngày. sống hàng ngày Dạ. đắp đổi với mình làm vụ theo thời vụ vô. Anh cho hỏi này, vậy là cái mối quan hệ anh với chị Nguyệt này sống với nhau là mình tài sản là mình có chung đụng gì không? Không Không chung đụng. Anh ấy trước khi chị Nguyệt về với anh là anh có chị có đem tài sản gì về cho anh không? không không có Không tài luôn sản hả? gì hết. Chị Nguyệt này theo chia sẻ thì anh được biết hoặc trong 6 tháng tâm sự với nhau ấy là chị Nguyệt này có chồng có con chưa? Nó hồi đó nó có chồng rồi, nó coi chồng
rồi nó về ở nhà ông cậu tám đó, rồi mấy nhà nó gặp mấy cái bà đi làm tăng tay móng chân á, nó không có chồng, nó kiếm chồng rồi này kia, mấy bà đó mới làm may. Vậy là chưa có chồng, Chưa, nó có chồng rồi mà thôi, có con chưa? nó không có Nhưng mà theo anh là một người đàn ông, anh chắc cũng từng trải ha. con. Anh chung sống với chị Nguyệt này, sinh năm 1973, trong vòng 6 tháng anh cảm nhận được là người phụ nữ này có con chưa? Không, cảm nhận là không có con, Cảm nhận cái được cửa mình nó hàng còn hẹp lắm. là vậy là anh cảm nhận được là chưa con, là cái đó là có thật. Có thật, vì cái cửa mình người ta sanh đẻ nó khác, còn cửa mình nhỏ này nó hẹp. Rồi, chắc chắn anh trong cái câu chuyện này anh là người biết rõ nhất là người phụ nữ này có chồng, có con hay chưa, là anh biết ha. Rồi, bây giờ anh cho em hỏi này. Vậy là cái chị Nguyệt ấy, là trong 6 tháng đó sống với nhau như vợ chồng, gọi là thành vợ chồng nhưng mà thực sự chưa cưới, đăng ký kết hôn, đúng không Đúng rồi. ạ? Vậy là chị Nguyệt đã lừa anh hoặc lừa gia đình anh những cái gì? Lừa tiền rồi vàng, vàng nó tráo vàng giả, rồi nó lừa đất, rồi lừa mấy chị em với con gái tôi luôn. Lừa là cụ thể lừa làm sao anh? Nếu mà lừa anh là lừa vàng bạc làm sao? Anh có thể chia sẻ rõ hơn. Thì nó hô là để nó vàng á thì mình mang á, thì nó kêu á thôi để lộc nó cất đi chứ để đi ra này kia chúng giật chúng đồ, rồi nghe lời nó cũng lộc thôi cất cho nó tin tưởng nó mà, rồi giờ cất còn. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm amidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Nó lừa bà già thì cuốn sổ đất đã rồi á, bà già không nói vậy đâu á, tới chừng đó đặt nó đi rồi á thì kiếm nó về được á thì nó để nó chuộc lại, rồi nó đóng lại tháng có bắt đầu tới 2 tây tháng 9 là bắt Anh đầu. cho hỏi này, bây giờ cái khoan cái chỗ đấy là em chưa hỏi. Em đã hỏi trong 6 tháng anh sống chị Nguyệt đã lừa gia đình anh những cái gì? Từng ai một, lừa tổng số tài sản là khoảng bao nhiêu anh? Tổng số tài sản là 500 triệu. 500 triệu là lừa những ai? Bao nhiêu vàng? Mẹ, bà già, tôi, mấy chị em, con gái tôi. Vậy tại sao gia đình mình không biết là chị không có, tại sao không hỏi thăm là chị Nguyệt mượn tiền để làm gì? Bởi vì nó mượn tiền rồi nó không có cho, mà nó nói là đừng cho tôi hay đồ này kia, người nào cũng ém rừng á. Có nghĩa là cứ mượn của ông ba A thì nói ông bà B là đừng nói gì cả. Đừng nói, đừng Đấy, cho cuối tôi cùng hay. là đến khi mà tóm hỏa ra là anh phát Tới hiện chừng được. táo bả ra, nhỏ con gái ha, nó kêu nhỏ con gái đi vay cho nó 50 triệu mà mấy tháng trời luôn, rồi nó đóng lãi đó, con nhỏ con gái thôi tưởng đâu nó trả rồi, e về đâu nó bỏ đi hôm 2 tây tháng 9 này bắt đầu là người ta mới lại đòi, người ta mới đòi tiền đó, nó mới phát hiện ra là nó bị 50 triệu nữa. Vậy là anh cho hỏi này. Vậy là đến phút đấy gọi là phút thứ 30 rồi, đúng Phút không? Gọi 30 rồi. là phút thứ 30 rồi đó. À. Là anh phát hiện được là chính cái người vợ hờ của anh Đúng rồi. bị đã đang lừa anh rất nhiều trong vòng thời gian rất dài. Anh không biết. Dài, dài, dài lắm. Mà một tháng, mấy tháng lận, 2 3 tháng rồi á. Mà không có ai biết cái gì trơn, không ai nói cái gì trơn á. Trong những ngày tháng đấy anh sống với nhau ấy như vợ chồng, nhưng mà tối mình có ngủ chung không? Ngủ chung. Mình thấy cái tình cảm mình có làm gì không? Hay là chỉ ngủ chung vậy thôi? Nó tình cảm nó quyến rũ dữ lắm. Gọi là rất rất À, rất gọi là mình nói thẳng là rất sung mãn này. à nó quyến rũ lắm. Nói chung là ngon lành. Ừ, ngon Ngon lành. lành cành đào đúng không? À Nói chung là cái vấn đề này anh không phải suy nghĩ rồi đúng không? đúng rồi. Rồi. Vậy là đến khi lừa được thành công là trên 500 triệu đúng không ạ? Đúng rồi. Là đã bỏ trốn. Bà trâu Trong thời gian chung sống đó là chị Nguyệt này đi làm ở đâu mà anh cũng không biết. cũng đi làm, nó đi làm giò gà, công ty giò gà thì nó cũng có chở giò gà về đó mà không biết là nó đi mua về nó cho lấy lòng bà con hay gì không biết nữa, nó cứ 3 4 bữa vậy nó đem 2 3 ký giò gà về
ăn không hết rồi nó cho vòng vòng đó giò gà là chân giò gà đấy, chân gà đó. À, chân gà công nghiệp ha, chân gà công nghiệp đó. À, mình ra mẹ chiên xào nấu nướng cho bà con cho đã miệng rồi thích ha rồi đúng không? Nó lấy lòng rồi. Rồi cho em hỏi này, vậy là đến khi đó là tầm 6 tháng là gia đình anh phát hiện được là chị Nguyệt bỏ trốn hay sao? Bỏ trốn là mới phát hiện được. À, bỏ trốn mới phát hiện được. Chứ đúng ra là không ai nói gì rục rịch gì mà nó hỏi đi mượn tiền, vay tiền giùm nó hết á. Vậy là khi gia đình anh phát hiện được bỏ trốn như vậy anh có hoang mang không? Hoang mang chứ. À, cái tài sản hiện nay là bản thân một mình anh mất gì? Đất nè, rồi tiền nè, vàng nè. Vậy là anh giao tài sản toàn bộ cho người phụ nữ này. Anh tin tưởng đến mức độ như vậy à? Bởi vậy nó lừa cái ngoạn mục luôn mà. Lừa ngoạn mục luôn. Ừ. Vậy trước là anh đã bị người phụ nữ là lừa như vậy chưa? Chưa. Anh bị mấy người rồi? Chưa hả? Người này là đầu tiên. Người này á lừa đầu tiên. Anh cho em hỏi lại, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? 57 tuổi. À, 57, anh hơn là chị Nguyệt 7 tuổi. À, cũng nói chung là còn ngon. Anh trước đây cái mối quan hệ trước anh với vợ ngày xưa là mấy người con này? Ba Dạ, các con anh có vợ có chồng hết chưa? một đứa gái có chồng với hai thằng trai còn thanh niên Gọi hai con trai là hiện nay là trai tân chưa vợ, chưa vợ còn người con gái có chồng rồi. à. Các con của anh biết thông tin này có sốc không? Nghe Sốc có nghe có bực mình rồi, không? nó buồn dữ lắm. Buồn lắm mà. Ừ. Rồi, xong đó là anh về đây anh báo thông tin nhờ anh em về Bình Dương để đăng tin để tìm một người vợ hờ. Đúng không ạ? Đúng. Là một cô gọi là nói thẳng là cô nhân tình. à. Ăn nhờ ở đậu trong vòng 6 tháng lừa gia đình anh lừa tỷ. Đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì bao nhiêu thời gian sau thì cái người vợ hờ này là cái chị Nguyệt này liên hệ lại cho anh em về phía Bình Dương à liên hệ cho gia đình. Thì liên hệ gia Khoảng bao nhiêu đình thời gian? là Từ khi anh về đăng hình đến khi ba bữa sau nó về, 3 ngày ba là sợ ngày quá về hả? sợ quá về là nó về, nó về đầu thú, nó gian xin đồ lại lục. Về đầu thú là về báo với gia đình là tại sao lại về, có anh có hỏi là tại sao về không? Nó hô bởi vì đăng tin lên, nó con nhỏ bạn nó điện kêu một hai về đi chứ lại công an đầu bắt hiệp sĩ đầu bắt nó quản họng về đầu thú. Về đầu thú thì nói chung ra là tin lập cái ra công an xã là tính đưa đi tù rồi. Bắt đầu nó gian xin lại lục, nó nói là chén cơm nó ăn nó không gìn giữ rồi giờ làm đổ giờ hổ cơm nước đồ ăn, ôi trời ơi nó khóc lóc quầy ủy ban á. Thế vậy thôi mới tha nó, đặng nó về, nó hứa lại về đặng nó chuộc đất đồ lại. Thì tính hẳn nó chuộc đất lại thì mình tha cho nó thôi để còn con đường ở ngoài sống. Về đâu nó về đó bắt đầu nó cũng đi, nó đi làm đầu hai tay tháng 9 Về được bao nhiêu ngày anh? chắc nửa tháng có hơn à, là hai tay tháng 9 đó là lễ đó, là tối lại khuya lại nó trốn mất tiêu, Lại trốn mất luôn. trốn mất Trốn tiêu. lần hai. Vậy là trong về được nửa tháng, trong nửa tháng ấy mình sống với nhau có tâm sự trò chuyện này có xin xỏ không? Có Thì yêu nó thương gì cũng không? xin xỏ yêu thương thì nó cũng làm ô tứ lung tung vậy. Làm phê hơn trước không? Phê hơn không? Phê hơn luôn hả? Phê hơn Chính luôn là người phụ nữ đẳng cấp rồi. Đấy, phê đó, hơn. Thế trong những đây đẳng hôm cấp lắm. đẳng cấp lắm à? Vậy hôm về hôm bữa đầu tiên anh làm mấy điếu? Cũng có một điếu một thôi chứ Điếu một đâu có đấy à? làm gì mà nó già rồi đâu có làm nổi đâu. Tuổi này 2 3 điếu bình Lại thường. lúc đó có ăn uống đâu, có ăn uống nổi đâu, to ăn cơm chăn lã không mà có sức đâu. Thế được anh, vậy sao anh có bồi bổ không nhá? Hôm đấy mình có bồi bổ luôn không? Bồi bổ gì nổi nữa rồi, hỏi đất cát bây giờ không có tiền chuộc rồi kêu bán rồi này kia, hỏi rầu mà có làm gì nổi đâu, chứ không phải bà hoài Yếu phải bình rồi. thường á, ăn thế uống rồi là kia thế là trong nửa tháng anh có làm liên tiếp không? hai ba bữa, hai bữa mới làm Thế phát thế này 2 3 bữa vậy là yếu hai rồi. bữa vậy vì có ăn uống rồi nổi đâu. vậy là yếu Bữa vậy ăn chan có chan nước thì nhơi được có chén cơm mà sức đâu mà làm. em nghe câu chuyện này. Thực sự em không 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 cười trên nỗi đau khổ người khác nhưng mà thực sự như vậy, nhưng mà Chan nước ăn không em nghe câu chuyện nó nực cười, nó nực á, cười bữa cha cứ ở chan nước mà húp đặng là cho đỡ đói. nó nực cười ở cái chỗ ấy là người phụ nữ này anh chia sẻ là người phụ nữ này về làm phê hơn trước Đúng rồi, đấy, thì em nghĩ là chắc người phụ nữ này rất đẳng cấp kinh nghiệm rồi đẳng cấp, đúng không? Vậy là hôm nay hoa mắt chóng mặt luôn đấy, đẳng đúng không? Thế là mình quên hết sự đời luôn. cấp. Quên hết. Rồi xong rồi, xong rồi nửa tháng sau thì tại sao lại cô ta trốn mất? Bởi
bữa đó là bởi vì nó còn thiếu tiền bà chị. Đó, tôi mới kêu thôi em ơi em mượn tiền chị đó, người ta làm một vụ lúa có lời được mười mấy triệu à, còn anh hai thì bị tai biến mà anh còn ngồi thắt nút đó, coi ấy lo tiền bạc anh trả cho chị đi. Thì nó hẹn đâu bữa hai bữa nó gửi cho bà chị hai 10 triệu á, cái nó hứa tới hứa lui, cái bữa nó nói bữa đó chiều lại nói, cái phi lại nó trôn vòng một tiệm. Vậy trong trong nửa tháng mà hai người về sống với nhau ấy, là vợ anh làm công việc gì? Thì nó cũng đi làm vẫn tiếp tục công việc như ngày xưa, công việc cái vậy thôi, gọi là anh không biết à. Nhưng mà về có đem về cho anh bao nhiêu tiền không? Có một lần đi theo nó thì nó hôn nó, giờ nó nghỉ công ty đó rồi, nó qua công ty khác à. Rồi có chạy theo nó lên tới chỗ hột điều thì đã không biết có chỗ hột điều mà nó đã lừa đảo rồi, nó đâu có dẫn đi tùm lum, đúng rồi à, nó đâu cho mình biết chỗ đâu mà, rồi nãy định lừa rồi à. Rồi nó chỉ dẫn lên tới chỗ hột điều thôi mà e dè đâu, mà bây giờ tính ra là nó bạn thì nó nhiều lắm, còn tay á là ông tây đó, Gò Công Tây à, Gò Công Tây, tưởng bạn ông Tây rồi à, bạn nó trên Gò Công Tây á à, à. Là mấy người đó là hiện tại bây giờ nó lên mấy vỗ với bạn ở Gò Công Tây á, là nó ở trển á, dạ nó trốn trển á, là con nhỏ theo tôi biết đó, là con nhỏ đó là tên tên con Cúc à. À, nó mướn nhà trọ mà nó có bán cà phê, có tiếp viên rồi á, cà phê này chắc cà phê ôm rồi, thằng chồng nó là làm thợ hồ á, mà có cái là kiếm kia không ai chỉ được á, khó kiếm lắm bây giờ hả, cái số điện thoại của bạn đó hả, tôi điện là nó chặn số lại được à. Ờ. Nó điện mấy người đó đó chặn số, không cho nó không chỉ mà không chặn, nó không cho gọi luôn nữa. Trong cho em hỏi này, trong hơn nửa tháng mà bà xã anh ấy, gọi là bà xã Hờ đi, đúng là gọi bà máy bay này chứ không phải bà vợ ông đúng đâu nha, đâu đúng vậy, đâu phải vợ này không, mà về tới vợ nó toàn nó lường gạt không ừ, đâu phải vợ đâu, bởi vì cũng chưa, cái nhất là chưa đăng ký kết hôn, không có con nên không thể nói vợ chồng được, cái này thì gọi là tình yêu lừa đảo. Rồi trong nửa tháng đó là hàng ngày ấy, em hỏi những cái câu chuyện rất tế nhị, hàng ngày là bà xã anh ấy là gọi là chị Nguyệt nhé, có lúc cơm nhanh ăn không? À, có là buổi chiều ha hay sao, sáng là nấu sớm rồi nó đi à, rồi chiều về nấu, dạ và nấu sớm nấu cơm điện á, dạ sáng nó bắt là cơm lên rồi gọi là chăm sóc anh vẫn đầy đủ, cũng vẫn đầy đủ, nhìn ngon lành ha, cũng nhưng ngon. Mà cách trốn đi một thời gian ấy, mẹ anh nhìn có đẹp hơn không? Đẹp hơn. Ồ, vậy là có tiền nên làm là đẹp hồi nó đi á là nó không có xăm môi. Xăm mắt. Nó về á bắt đầu nó xăm môi xăm mắt, nó để cải trang nó. Hồi lúc nó đi cái đợt đầu á là nó trốn lúc dưới cậu cò á, cậu cò mà cậu Quý Thân á, dạ là nó về xa dữ vậy hả, là bắt đầu là nó xăm môi xăm mắt, đặng nó cải trang tính là ôm nó hết tiền, đặng nó bỏ trốn, đặng nó đi mua đất cát mà. Bắt đầu về nó xăm môi xăm mắt lại, nó quản hộ nó về. Dạ vậy là anh có nhớ được trong những ngày tháng còn lại cuối cùng cái mối tình của anh với chị Nguyệt này là nửa tháng, anh có nhớ được tổng cộng là anh làm bao nhiêu nhát không? Thì cũng khoảng bao nhiêu nhát anh nhớ không? Chắc cũng khoảng là mười mấy hai chục nhát vậy á. Hai chục nhát ha. Hai chục nhát là cũng ít rồi. Vì hỏi có ăn uống nổi đâu mà là làm nhiều. Thật sự em bữa ngày ăn có nhiêu hai chén cơm mà. Dạ. Chắc là cơm mà cha thịt cá rồi không vô nổi, trang mà trắng lạnh. Thật sự em cũng thay mà mặt đội hiệp sĩ Quân Thành Bình Dương, em xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh. Vậy nên là thực sự xin chia buồn với anh, cái câu chuyện của anh chưa hồi kết. Hy vọng là anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ sớm tìm ra thông tin chị Nguyệt sinh năm 1973 đang sinh sống ở đâu, thì chắc chắn là chị Nguyệt này sớm muộn sẽ phải lộ diện, bởi chị Nguyệt này hiện nay thì sống với anh một cái tình yêu giả tạo, nói chuyện rất ngon lành, mà theo như anh mô tả thì có là chị làm cho anh phê tơi tả luôn đó, mắt mũi nhắm chặt. Chính vì lý do như vậy nên anh đã bị chị lừa một cách vô cùng ngoạn mục, là số tiền đến giờ phút này là hơn nửa tỷ, mà lừa từ bà già 80 tuổi đến lừa từ trẻ em, lừa toàn bộ dòng họ người thân. Có lẽ chị Nguyệt này làm những cái hình thức, những chiêu trò gọi là phải nói là ai nghe cũng bùi tai, đúng không ạ, gần như là con kiến gọi là cũng phải lọt đấy. Nên chính vì lý do như vậy là có thể lừa được anh trong một thời gian rất dài, anh không biết, có thể rằng chị Nguyệt này hiện nay đang quen một người nhân tình khác trong cái mối quan hệ của anh, có thể là một không những một mình anh là người sở hữu đâu,
đó, chưa phải là ngon đâu. Thậm chí chị Nguyệt này làm người khác còn phê hơn anh nhiều lần đó. Em đây là nói chuyện rất chân tình và nghiêm túc. Ê, vì vậy cho nên nếu nha các cô chú anh chị, nếu ai phát hiện là thông tin chị Nguyệt đang sinh sống tại đâu thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại là 0913 785858. Anh em sẽ sớm đưa chị Nguyệt ra cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý đúng người đúng tội đúng vụ việc. Mà về thông tin gia đình cung cấp thì hiện nay là lừa từ bà già giành dụm được một cái dây chuyền, nhưng mà cũng có đánh cháo cả bà già, dây chuyền thật thành dây chuyền giả, thực sự rất đau khổ. Bà già đến giờ phút này phải là ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Anh trai này hôm bữa này về đây chia sẻ thì thực Tiền sự bạc là rồi bả dơ cho nó hết rồi, còn cái chuyện dơ cho nó luôn rồi chiếc nhẫn luôn mất sạch, mất sạch luôn, nó làm giàn giả không toàn giả hết, đưa thật ra thành giả, thật thật ra giả giả không ha, gọi là tôn thành giả mà giả thành tôn giả đấy. không. Ở cái tỉnh của anh ấy, là cái câu chuyện này của anh là anh có thể là điển hình thứ mấy anh có nhớ không? Chắc thứ nhất qua Thứ nhất hả? Em cũng nghĩ là chắc thứ nhất rồi, thứ nhất không có ai thứ hai đâu đấy. Hy vọng là cái câu chuyện này sớm được lan tỏa nhiều hơn nữa để cho các cô các chú anh chị, thậm chí những ai đó có ý định lấy vợ dựng vợ gả chồng, hãy tìm hiểu thân nhân chính đáng chính thức là người ta ở đâu, quê gốc làm gì, người ta là người như thế nào thì mới gả hoặc là mới cho người ta sống chung, tránh tình trạng mà hiện nay thì mới được có một vài chục nháy thôi nhưng mà số tiền này hơn nửa tỷ thì thực sự là giá quá cao, đến giờ phút này lừa bà già lừa trẻ em nữa thì thực sự câu chuyện rất đáng tiếc. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ thẳng thắn trên video này, hy vọng cái người tình của anh là chị Nguyệt xem được video này, chị Nguyệt sớm trả lại toàn bộ tài sản cho anh không? Giờ tôi có nói với giờ thưa bà con cộng đồng mạng thì nói chung ra là ở khu vực Gò Công Tây Hòa Đồng á, tôi là Đỗ Tấn Kiệt, là sinh 1967, quê quán ở ấp Thành Nhì, xã Bình Sơn, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bà con nào mà ở huyện Gò Công Tây đó là khu cho mướn nhà trọ, thì bây giờ bà con nào thấy được cái hình này thì báo cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bắt giùm, tôi sẽ bồi dưỡng cho bà con, người nào báo tôi sẽ bồi dưỡng tiền cà phê, tiền nước cà phê là cho bà con 4 triệu. Rồi ok anh, rồi thì anh em sẽ cố gắng đăng tải thông tin nhanh nhất. Rồi Nếu cho các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin chị Nguyệt đang sinh sống tại đâu thì liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương, các anh em xác nhận và sẽ liên hệ cho chủ nhà là anh Đỗ Tấn Kiệt. Chính bản thân anh Đỗ Tấn Kiệt đã trao cái phần thưởng gọi là phần thưởng lóng trị giá cho người đó 4 4 triệu triệu đồng, và thông tin hoàn toàn được bí mật bí mật đó, mọi người cứ yên tâm, các cô chú anh chị mọi người không phải sợ không phải ngại gì cả. Còn là thông tin này là thông tin cứ chi tiết mà chụp hình gửi cho anh em thì sẽ Bình Dương gửi vị trí ngon lành đó, đúng tên tuổi, đúng ngày tháng năm sinh, đúng nguyên quán, đúng khuôn hình. Anh em sẽ liên hệ cho anh Kiệt, các anh em đã đến nơi là tóm được và sẽ chuyển khoản trao trực tiếp và bí mật, không để lộ. Đấy, mọi người đúng cứ rồi. yên tâm nhá. Rồi anh, thực sự là cái câu chuyện của anh thực sự rất đáng tiếc. Anh em hiệp sĩ Bình Dương là chưa tìm một cái câu chuyện nào, câu chuyện thứ hai giống như cái câu chuyện này. Bởi đây là một cái câu chuyện là người tình hờ là một máy bay, một bà máy bay rất già rồi. Nhưng mà lừa anh phải nói là lừa không không phải một mình mà lừa cả một gia đình anh, phải nói là lừa cả từ cha đến mẹ, từ con đến cháu đúng không ạ, nội ngoại đôi bên, lừa một cách rất ngoạn mục. Đến giờ phút này anh cay đắng, tuổi già sức yếu, anh có bao nhiêu tài sản hiện nay đã dành riêng mất hết cho chị Nguyệt, mà gọi là mình sống những ngày tháng gọi là chỉ có ngắn ngủi chỉ có một vài chục ngày thôi thì thực sự rất đáng tiếc anh nhé. Rồi anh còn điều nào muốn chia sẻ nữa không anh? Nói chung ra là tôi có đi lên trên Gò Công Tây đó, là tôi gặp mấy người anh em shipper đó, tôi có báo luôn tổ chức mấy người shipper dơ hình mà hả, shipper đó mà hả gặp thì cũng báo là tôi thưởng 4 triệu tiền nước. Thì nay tôi lên đây giờ tôi nói bà con ở Gò Công Tây á, mấy khu nhà trọ rồi từ chợ gạo mà xuống tới dưới này á, là nó bây giờ nó không có giấy tờ mà mướn, mà bạn của nó là bao che đó, giấu nó là mướn cho nó ở, mà nếu mà bà con mà nếu mà cái người bao che mà không ấy đó, là nếu mà là hiệp sĩ Hải á, bắt được thì nói chung ra ra pháp luật thì bà con nào mà chứa thì chắc phải là có Liên lụy pháp luật. liên lụy tới pháp luật đó, thì bà con nên phải báo liền cho hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải, rồi tôi sẽ thưởng cho bà con tiền nước cà phê là 4 triệu.
Bây giờ thế này, cái câu chuyện của anh ấy là hiện nay thì chắc chắn là sớm hay muộn thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm được, mà đặc biệt là trong một ngày hai là anh em sẽ từ đây trong Gò Công Đông, Gò Công Tây tìm tất cả khu vực đó. Hy vọng là sẽ tìm được thông tin, giải phong tỏa tất cả các nơi. Hy vọng là tìm chính xác chị Nguyệt đang ở đâu thì báo tin cho anh để giao cho cơ quan công an nơi gần nhất anh nhé. Rồi. Rồi cuối video này cho phép không xin chào, xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ của Bình Dương xin gửi lời chào để chúc sức khỏe anh cũng như toàn thể gia đình mà của anh trong thời gian vừa qua phải là mất mát rất nhiều. Chúc anh cùng với gia đình luôn luôn là mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng là trong thời gian tới này anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra chính thức Rồi. thông tin chị Nguyệt ở đâu. Anh có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin để tìm thông tin chị Nguyệt là một người vợ đã lừa đảo anh không? Có. Cái thông tin mà anh chia sẻ mà hoàn toàn chị Nguyệt đã làm cho anh phê phán, gọi là phê, gọi là không mở mắt đấy, là thông tin này có đúng sự thật Đúng luôn. không? Rồi ok anh, rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của anh nhé. Rồi. Giờ xin chào cô chú anh chị các bạn, thì trong thời gian vừa qua thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã giải quyết và giúp rất nhiều các trường hợp từ con đang học đại học năm 2, năm 3, năm 4 bỏ, bị dụ, bị lừa vào một số công ty đa cấp, bị mất số rất nhiều số tiền, anh em hiệp sĩ Bình Dương đã giải cứu và giúp rất nhiều các trường hợp hiện nay đã tỉnh táo và quay trở về, và đặc biệt là một số các chị em gái để ôm tiền vàng bạc và bỏ theo nhân tình. Phải nói những người nhân tình này không nghề không nghiệp nhưng mà phải nói là nói chuyện rất hay, rất bài bản, và nhiều người đã bỏ chồng bỏ con để theo nhân tình. Thì hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận này, hy vọng là đây cũng là một cái video, một cái lời cảnh tỉnh dành cho tất cả cô chú anh chị. Hy vọng trong thời gian tới anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ giúp đời giúp người nhiều hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị bạn.